những luận nghĩa vụ kỳ lạ và bá đạo tại 6 quốc gia nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Sao đấy? Này, chồng tớ này, anh Châu Jin ý, anh đi nghĩa vụ tận 2 năm liền. Châu Jin à? BTS? May quá, Jimin của mình chưa đi lính. Thôi, không sao. 2 năm thôi mà, bằng Việt Nam chứ mày. Triều Tiên ý, người ta có đi tận 10 năm cơ. Đáng là một cậu biển. Thì cái gì không biết thì hỏi chị Kính Lúc TV thôi. Đấy các bạn ạ, nghĩa vụ quân sự là điều mà nước nào cũng phải thực hiện, nhưng mỗi nước lại có một quy định riêng. Vừa qua thì có rất là nhiều comment của các bạn quan tâm về vấn đề này và có yêu cầu Kính Lúc TV làm về vô số những bí ẩn liên quan tới việc đi lính. Nên là ngay bây giờ, các bạn hãy cùng Kính Lúc vi vu sang các nước bạn để khám phá xem là nghĩa vụ quân sự ở nơi họ có điều gì hot nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng khám phá luật nghĩa vụ quân sự ở Thái Lan. Các bạn thân mến, có lẽ khi nhìn vào những hình ảnh giữa đợt khám nghĩa vụ quân sự mà lại có cả nam lẫn nữ như thế này, có lẽ rất nhiều bạn đang thắc mắc. Ủa, không lẽ phụ nữ cũng phải đi lính hay sao? Ê, không không, thực tế nhìn vậy mà không phải vậy đâu nha. Theo như mình tìm hiểu, ở Thái Lan thì phụ nữ được miễn nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên phụ nữ chuyển giới thì vẫn phải đi khám nghĩa vụ quân sự vì họ chỉ căn cứ vào giới tính ghi trong giấy tờ. Điều này có nghĩa là dù mang hình hài liễu yếu tàu tơ thì những người chuyển giới sang nữ ở Thái Lan vẫn phải tham gia xét tuyển nghĩa vụ quân sự như mọi nam thanh niên bình thường. Còn sau đó thì bạn chỉ cần chứng minh đầy đủ giấy tờ mình là người chuyển giới thực thụ để bác sĩ kiểm tra xem bạn đã trải qua phẫu thuật chuyển giới đến mức độ nào rồi. Và sau đó thì họ sẽ cấp giấy chứng nhận là bạn bị mắc chứng rối loạn nhận định giới tính. Thế là bạn sẽ được miễn đi lính thôi. Còn về phần các nam nhân thực thụ thì theo quy định, tất cả các công dân nam từ 21 tuổi trở lên sẽ phải chấp hành lệnh khám nghĩa vụ quân sự Thái Lan vào mỗi tháng 4 hàng năm. Dù bạn có là ca sĩ, diễn viên hay thậm chí là Phật tử đã cạo đầu đi tu thì cứ vẫn là được tổ quốc vẫy gọi. Và nếu như qua được vòng tuyển chọn thì các nam thanh niên to cao đen hôi sẽ chính thức bước vào trò chơi may rủi đầy kịch tính, đó là bốc thăm trúng thưởng. Cụ thể, nếu bốc phải thẻ đỏ, các bạn sẽ phải đi lính 2 năm và nhiều khả năng là bị điều đến một số khu vực miền Nam bất ổn. Chả thế mà nhiều người ngất lên ngất xuống vì số đen bốc được thẻ đỏ. Điển hình như là trường hợp của nhà sư trẻ đây này. Còn nếu như bạn may mắn hơn, bốc phải thẻ đen thì cuộc đời bạn sẽ nở hoa từ đây cùng với tờ giấy quyền lực miễn luôn nghĩa vụ quân sự. Cùng với những người không muốn đặt cược vận mệnh vào trò chơi may rủi thì sẽ chủ động nộp đơn tình nguyện tham gia quân sự và chỉ phải phục vụ trong quân ngũ khoảng 6 tháng cho đến 18 tháng mà thôi. Còn với những trường hợp cá biệt không tuân thủ nghĩa vụ quân sự thì sẽ nhận cái kết là bị phạt tiền, bị giam giữ hoặc có thể là bị cấm sử dụng các quyền công dân như cấp giấy tờ tùy thân hoặc hạn chế di chuyển cũng như không được đăng ký kết hôn. Ngược lại, nếu như bạn yêu nước và năng nổ tham gia công tác nghĩa vụ trong quân sự thì trái ngọt bạn nhận được sẽ là số tiền trợ cấp khoảng 6 củ rưỡi tiền Việt. Bên cạnh đó, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các bạn còn được xem xét thăng hạng thành sĩ quan trong các lực lượng vũ trang hàng đầu Thái Lan. Thế nhưng, bất ngờ là những ưu đãi đó vẫn chưa là gì nếu như bạn được tham gia nghĩa vụ quân sự tại quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới sau đây. Thứ hai, luật nghĩa vụ quân sự ở Mỹ. Như các bạn đã biết, Hoa Kỳ xưa nay nổi tiếng là nước dân chủ, từ việc tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do bầu cử v.v. Và thậm chí đến tuổi trưởng thành, công dân ở đây cũng chẳng bao giờ lo lắng về chuyện mình có bị gọi đi nghĩa vụ quân sự hay không. Bởi tính từ năm 1973 đến nay, thì luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Mỹ đã bị bãi bỏ. Thay vào đó, các nam công dân Mỹ từ 18 đến 25 tuổi chỉ phải đăng ký thông tin trên hệ thống đăng ký nghĩa vụ quân sự trong vòng 30 ngày sau khi đạt tuổi 18. Mục đích của việc này là để chính phủ Mỹ có thể nắm rõ thông tin và điều động người trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai hay chiến tranh, chứ bình thường thì không có ai bắt bạn phải đi cả. Dù vậy, ở Mỹ, cả nam lẫn nữ vẫn xin đi lính âm âm bởi hàng loạt những đãi ngộ không nước nào có thể sánh bằng. Như là trợ cấp rẻ nhất của binh lính Mỹ mỗi năm là khoảng 33.000 đô la, tương đương với 778 triệu đồng. Tính xương xương là mỗi tháng cũng nhận về tay khoảng 65 triệu đấy chứ. Kèm theo đó là nơi ăn trốn ở miễn phí này, phương tiện, quân phục, tư trang, quần áo, vũ khí đạn dược đều là free hết luôn.
Đến khi xuất ngũ, họ còn được tùy ý đi học ở bất cứ trường đại học nào trong nước Mỹ với tiền học được quân đội Mỹ chi trả toàn bộ hoặc là một phần lớn. Đặc biệt, nếu tình nguyện nhập ngũ và phục vụ tối thiểu trong một năm, binh lính Mỹ có thể có những quyền lợi như là bảo hiểm y tế miễn phí trọn đời cho bản thân, cho vợ và cho cả đàn con thơ ở nhà. Ui, quá là nhiều ưu đãi hấp dẫn luôn ý. Mỗi tội, thời gian tình nguyện viên với mỗi đợt hành quân ra nước ngoài kéo dài lên tới 2 năm. Còn nghĩa vụ tại ngũ là khoảng 3 năm đến 6 năm, thay đổi tùy vào các đơn vị nhập ngũ. Ví dụ như trong thủy quân lục chiến, các thành viên có tổng thời gian là 8 năm. Nhân viên dự bị trong thủy quân lục chiến phục vụ trong quân đội từ 4 năm cho đến 6 năm. Còn đối với hải quân thì sẽ đi từ 3 năm đến 6 năm. Trong thời gian đó, họ sẽ được về nhà chỉ từ 1 hoặc 2 lần, tùy vào đơn vị và tình hình chiến đấu. Nhanh nhất thì cũng là 6 tháng đối với những ai công tác ở lục quân. Còn nếu đi nước ngoài hoặc thủy chiến thì cơ hội về thăm nhà được tính bằng năm. Bởi vậy mà mỗi lần các anh lính về nhà là y như rằng cả gia đình, từ ông bà bố mẹ cho đến vợ con đều mừng ra mặt, khóc cạn hết cả nước mắt. Thế này thì biết là họ nhớ nhau thế nào rồi đấy. Thế này mà phải đi nghĩa vụ cả chục năm như Triều Tiên thì không biết như thế nào luôn nhở. Thứ ba, luật nghĩa vụ quân sự ở Triều Tiên. Các bạn thân mến, nhắc tới Triều Tiên hay Bắc Hàn là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một đất nước tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, không ai biết điều gì đang xảy ra ở bên trong đó, và cũng như Triều Tiên chẳng cần biết bên ngoài xảy ra cái gì luôn. Điều này đã khiến cho quốc gia này ẩn chứa rất nhiều những điều kỳ lạ và cực kỳ vô lý mà mình nghĩ chỉ có họ mới làm vậy, chứ chả có nước nào nó làm như thế luôn ý. Không tin à? Vào ngay mà xem video 10 luật cấm ở Triều Tiên khiến cả thế giới sốc nặng. Đảm bảo là anh em cũng sốc nặng theo luôn ý. Thế còn luật nghĩa vụ quân sự ở đây thì sao? Đương nhiên là cũng không thể bình thường được. Bởi bình thường, các nước người ta chỉ đi có vài năm, nhưng ở Triều Tiên đã đi nghĩa vụ quân sự là phải đi cả một thập kỷ, tức là khoảng 10 năm đấy nha. Theo đó, thì do nạn đói tàn phá ở Triều Tiên vào giữa những năm 90 dẫn đến sự thiếu hụt quân đội trầm trọng, nên từ đó mới có bộ luật nam giới Triều Tiên phải tham gia quân đội từ năm 17 tuổi và phục vụ trong vòng 10 năm, còn với nữ thanh niên bình nhưỡng là 7 năm. Với các lực lượng đặc biệt, ví dụ như vệ sĩ riêng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thì sẽ được yêu cầu tham gia phục vụ liên tục trong vòng 13 năm. Ngoài ra, nếu người đi lính có bằng cử nhân, thời gian trong quân ngũ của một người sẽ kéo dài khoảng 5 năm. Nhưng nếu như theo học các ngành khoa học kỹ thuật thì họ chỉ phải thực hiện trách nhiệm quân sự trong vòng 3 năm mà thôi. Nhưng túm cái vai lại là công dân Triều Tiên thì bắt buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự và thời gian có thể linh động trong khoảng 3 đến 13 năm tùy vào vị trí công tác. Còn các bạn thắc mắc, đi lính ở Triều Tiên có gì vui đúng không? Theo như tờ báo NK News thì khi đi lính, những người lính trẻ ở Triều Tiên phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thử thách, và nỗi khổ đầu tiên luôn thường trực đó chính là cái đói. Với mỗi khẩu phần ăn chỉ vỏn vẹn vài ba củ khoai tây hoặc là ngô, đôi khi họ phải nhồi ngô với cơm để ăn chống đói. Ui, nghe cứ ngỡ là cái thời bao cấp, hồi mà ngày xưa các cụ ta còn phải ăn cơm độn ngô độn sắn ý. Xem ra đi lính ở Triều Tiên quả là một thử thách không nhỏ đối với dân chúng tại đây. Ngoài tham gia các bài huấn luyện ở doanh trại, họ còn phải ra ngoài để giúp đỡ nông dân trồng lúa, hoa màu, vì đời sống quá kham khổ nên nhiều người trông rất là gầy. Comment từ bạn H2K4 Music: Tết xong em cũng phải đi nghĩa vụ quân sự rồi, đi nghĩa vụ thôi. Nhắc mới nhớ là đợt khai xuân tháng 2 vừa rồi là đợt nhập ngũ đầu xuân của rất nhiều bạn trẻ tại Việt Nam. Vậy còn chần chờ gì mà không cùng khám phá xem đi quân ngũ tại Việt Nam có gì thú vị nào. Thứ tư, luật nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam. Ở đây có bạn nào chuẩn bị đi lính hay là có người thân chuẩn bị đi lính không nhở? Comment điểm danh cái nào. Theo như tìm hiểu, nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam bắt đầu được áp dụng kể từ sau năm 1975, bắt buộc với tất cả các công dân nam trong độ tuổi từ 18 cho đến 25, bao gồm với cả các công dân theo học tại trường cao đẳng hoặc đại học thì đều phải thi hành nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong quân ngũ. Đến nay, độ tuổi đi nghĩa vụ đã có chút thay đổi, kéo dài từ 18 đến 27 tuổi để phù hợp cho mấy ông còn đi học đại học. Vẫn yên con nhà bà Tâm là học xong vẫn còn đủ tuổi để đi lính đấy nha. Và cũng giống như rất nhiều những hàng xóm láng giềng kể trên, để được đi lính, anh em cũng phải trải qua mấy đợt kiểm tra gắt gao ra phết đấy nha. Nào là xem cân nặng chiều cao có đảm bảo không này, có mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính không nào, mắt có cận thị, răng có bị sâu xia, da rẻ có lở loét mụn nhọt gì không. Và xong là sẽ được khám nội soi, tai, mũi họng các thứ đầy đủ hết. Bạn nào đạt sức khỏe loại khác trở lên, tức là đáp ứng được khoảng 80% tiêu chí, thì là thành công bước ban đầu cho công cuộc lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sau đó thì anh em sẽ về nhà chuẩn bị tâm lý, tranh thủ thời gian đi chơi hay là chia tay chia chân người yêu, cờ rớt các thứ để sẵn sàng cho 24 tháng rèn luyện nghiêm túc trong quân đội. Còn nếu như các bạn muốn biết
nề nếp trong đó thú vị ra sao ấy, thì lát là phải mở ngay video 7 bí ẩn ly kỳ và thú vị về người lính mà Kính Lúc đã từng phát sóng để biết thêm chi tiết nha. Còn giờ thì hãy cùng Vi Vu sang xứ sở của các oppa Hàn Quốc xem là các idol nổi tiếng nơi đây đi lính như thế nào nào. Thứ 5, luật nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc. Dù chưa một lần đặt chân tới Hàn Quốc hay tìm hiểu bài bản về đất nước này, nhưng ắt hẳn ai nấy cũng nghe loáng thoáng về luật nghĩa vụ quân sự khắt khe tại xứ sở kim chi rồi phải không nào? Bởi chẳng cần biết bạn là con nhà tài phiệt hay ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, là các oppa vạn người mê đi chăng nữa thì đã là nam công dân Hàn Quốc là phải đi nghĩa vụ thôi. Cụ thể, độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc là 18 cho đến 35 tuổi đối với nam thanh niên, còn công dân nữ thì không bị bắt buộc nhưng được phép tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Bắt đầu là khi đủ 18 tuổi, tất cả các nam công dân đều phải đăng ký nhập ngũ, đến năm 19 tuổi thì phải đi kiểm tra sức khỏe. Nếu đủ sức khỏe để đi bộ đội thì có thể lựa chọn đi ngay hoặc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, sao cho nằm trong độ tuổi nhập ngũ. Về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là trong vòng 18 tháng đối với quân đội bắn tỉa và 20 tháng đối với hải quân, 21 tháng đối với quân đội bộ binh và 22 tháng đối với không quân. Có nhiều người cho rằng nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc rất khắc nghiệt, bởi vậy có những thời điểm rất nhiều người từ chối việc thực hiện nghĩa vụ và cái kết là được ăn ngay một vé cơm tù và uống nước chè. Thế nhưng khi xét về tình hình thực tế, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chẳng bằng mặt nhưng cũng chẳng bằng lòng, do đó chỉ cần một cọng lông hồng bay ngang qua cũng có thể trở thành lý do để bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào. Vì vậy, Hàn Quốc luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đề phòng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và đây cũng là lý do khiến cho luật nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc khắt khe đến như thế. Tuy nhiên, nếu các bạn thật sự xuất sắc như tiền đạo của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Song Hyun-min, một trong những ngôi sao thể thao hàng đầu tại xứ Kim Chi đã giúp cho đội nhà giành huy chương vàng tại ASEAN 2018, hoặc có một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt như MC Jung Jun-ha là con trai độc nhất trong 4 đời của gia đình thì sẽ được một vé miễn nghĩa vụ quân sự trọn đời. Nhưng mà đấy là ở Hàn Quốc thôi, chứ sang đến Israel thì chẳng có nhân nhượng gì hết, trai gái cũng phải đi tuốt. Thứ 6, luật nghĩa vụ quân sự tại Israel. Nếu bạn là fan cứng của Kính Lúc TV và đã từng xem qua video 7 bí ẩn về người Do Thái và đất nước Israel, ắt hẳn còn nhớ nơi đây là một trong những quốc gia cực kỳ nghiêm ngặt về luật nghĩa vụ quân sự. Theo đó, luật nghĩa vụ quân sự tại Israel được áp dụng cho cả nam lẫn nữ khi tròn 18 tuổi. Trong đó, nam giới ở Israel phải thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 18 đến 21 tháng và phụ nữ là từ 18 đến 24 tháng. Bên cạnh đó, có một lưu ý dành cho những bạn nào đang có ý định sang Israel làm việc. Tại quốc đảo của người Do Thái này, công dân tạm trú hoặc người nhập cư mới đến Israel cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, nếu họ chứng minh được họ đã phục vụ trong quân đội ở các quốc gia khác thì họ có thể được miễn dịch. Thế vậy còn cộng đồng người LGBT thì sao nhở? Trước đây, những người đồng tính nam bị từ chối việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng quyết định này đã bị tòa án dân sự bãi bỏ vào năm 2017. Do đó, kể cả có chuyển giới từ nam sang nữ hay nữ sang nam gì thì cũng phải đi lính hết nha. Còn ngoại lệ miễn nhiễm việc đi lính chỉ dành cho những người theo đạo Do Thái, Ultra Orthodox và Arab Israeli. Ngoài ra thì những người có năng lực đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ hoặc là nghệ thuật thì cũng có thể được miễn dịch hoặc giảm thời gian phục vụ xuống. Nhưng các bạn cứ yên tâm là việc phân ban, phân ngành trong lĩnh vực quân sự tại Israel rất là công bằng và rất là ưu tiên đối với những bạn học giỏi đấy nha. Còn để cho dễ hiểu thì các bạn có thể hình dung quân đội Israel như một tập đoàn khổng lồ. Ở đó có đủ các loại công việc như là văn phòng, bác sĩ, kỹ sư, lái xe, huấn luyện viên các kiểu con đà điểu. Do đó, để phân công đơn vị công tác phù hợp nhất với cả nam và nữ thì các bạn trẻ đi lính sẽ phải làm loạt bài kiểm tra K3 để xem chỉ số thông minh, trình độ giáo dục, khả năng ngôn ngữ và động lực phục vụ trong quân đội. Và hầu hết, những thanh niên có chỉ số K3 cao sẽ được giao nhiệm vụ quan trọng ngoài mặt trận như là phi công hay tình báo, và nhiều người trong số họ sau này được chuyển lên làm sĩ quan hay chỉ huy. Nói tóm lại thì luật nghĩa vụ quân sự ở Israel là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân, nên đừng có suy nghĩ đến việc chạy trốn hay là chống đối, hậu quả sẽ là rất kinh khủng khiếp hoảng hốt đấy nha. 16. Trần Hữu Khang. Video hay ghê chị Kính Lúc ơi, mong chị làm tiết mục được lên TV vào mỗi cuối video nhé. Em cũng muốn được lên TV. Tưởng gì? Ok, lên luôn. Thứ 7, chuyên mục hỏi đáp nhanh trả lời ngay. Rồi thì giờ chúng mình cùng đến với một câu hỏi của bạn Phạm Thanh Huyền.
Chị ơi, tại sao tiền lại có những tờ 10, 20, 50, 100, 200, 500 mà không có những tờ có mệnh giá như là 40, 60, 70? Mong chị giải mã ạ. Ok em, theo như chị tìm hiểu thì các đồng tiền thường có quy tắc mệnh giá sẽ là 1, 2 và 5 ở số đầu tiên như là em đã nói. Điều này thì sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể tạo ra những tổng tiền mong muốn với phép tính tối ưu nhất. Việc sử dụng quy tắc này sẽ góp phần giảm thiểu chi phí in tiền và thuận lợi hơn cho việc tính toán và mua bán em nha. Tiếp theo là comment của bạn Tiến. Chị Kính Lúc ơi, 1.000 tỷ chị có dám chơi xích đu tử thần không ạ? Đương nhiên là không. Thứ nhất là chị rất sợ chết, nhỡ chết rồi ai mà làm YouTube cho mọi người xem. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà chiến thắng, cầm cả 1.000 tỷ về thì chị còn làm YouTube làm gì nữa? Ở nhà mà tiêu tiền cho sướng chứ. Cơ mà làm vậy thì nhiều bạn sẽ rất là buồn, nên là chị không thể phụ lòng các bạn được. Úi trời, cái gì đấy? Yêu cầu của bạn Phương Hoàng, bạn làm về quả đấm đi bạn ơi, nhiều người thích ăn quả đấm lắm đó. Ê thôi, ai thích ăn chứ mình thì chịu. Mà đấy nhá, bạn Phương Hoàng cũng trả lời luôn còn gì đây. Không có gì ngạc nhiên đâu bạn, quả đấm ăn rất ngon, xong nó có vị đau, giải tỏa cơn ấm ức. Mà người được ăn đôi khi không cần phải đi phẫu thuật mắt môi và một số chỗ trên cơ thể sẽ chuyển sang giai đoạn tím, sưng và đỏ nữa. Ê chà chà, nhân đây thì cho hỏi là có bạn nào được ăn quả đấm rồi thì comment review xem vị của nó có ngon như là bạn Phương Hoàng vừa chia sẻ không nha. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất là nhiều những bí ẩn ly kỳ, thú vị và bất ngờ về những luật nghĩa vụ kỳ lạ bá đạo tại 6 quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Đúng là mỗi nước thì sẽ có những cái luật riêng, những cái quy định riêng để cho những người lính có thể chuẩn bị và sẵn sàng những cái hành trang để bước vào cuộc đời của người lính. Không biết là ở đây các bạn ấn tượng nhất với luật nghĩa vụ quân sự của quốc gia nào kể trên thì đừng quên để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.